Xin chào anh Hà Thành. Vừa qua thì toàn bộ những cầu thủ Hà Nội T và T đã đồng loạt cắt tóc và các cầu thủ cũng đã chia sẻ với tôi rằng họ làm như vậy với mong muốn Hà Nội T và T sẽ có thể đổi vận ở những vòng đấu tới tại V-League. Anh có biết chuyện này chưa ạ? Tôi có biết câu chuyện này. Đây là một điều rất thú vị, đặc biệt là khi mà nói về những cái răng, cái tóc, góc con người trong bóng đá thì gợi nhớ đến rất nhiều những điều mà tôi từng nhớ đến. Ví dụ như là các cầu thủ Romania ở trận đấu cuối cùng mà họ gặp các cầu thủ Tunisia chỉ còn tính thủ tục khi mà Tunisia lúc đó cũng gần như đã bị loại rồi. Thì đồng loạt các học trò của huấn luyện viên Anguille nhuộm tóc vàng. 10 cầu thủ ra sân với bộ tóc vàng. Duy nhất có một cầu thủ không nhuộm tóc vàng, đó là thủ thành Sterling. Anh ta không nhuộm tóc vàng bởi vì anh ta đầu trọc. Và để đồng cảm với thủ thành Sterling của đội nhà thì huấn luyện viên Anguille cũng đã cắt đầu trọc thay vì nhuộm tóc vàng như các cầu thủ. Tôi hình dung là Hà Nội T và T có gì đó cũng giống Rumani, có lẽ là chỉ khác là huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thì không có những cái cách thay đổi kiểu tóc giống như ông huấn luyện viên của Rumani, đúng không anh Thành? Một điều đáng tiếc cho các cầu thủ Rumani là họ để cho Tunisia cầm hòa 1-1 và khi giành vé được vào vòng 2 rồi thì mái tóc đó cũng không mang đến vận may cho Rumani khi mà họ để thua Croatia. Hay là tôi nhớ đến David Beckham. David Beckham từng để một cái kiểu tóc người Mohican cuối cùng và đã bị Alex Ferguson yêu cầu là phải vào toilet cạo đầu ngay. Ở thời điểm đó thì rất ít người để ý tại sao Alex Ferguson lại yêu cầu David Beckham cạo tóc ngay đi, không để cái kiểu tóc đó, bởi vì Mohican là một cái thuật ngữ chỉ sự diệt vong và ông Alex Ferguson không muốn Beckham khác người ở chỗ đó vì nó có thể mang đến những điểm gở cho Manchester United. Và quả thật là Manchester United đã không thể thắng được Chelsea trong trận tranh siêu cúp nước Anh khi để thua 0-2 năm đó. Ngoài ra thì tôi cũng thể nhớ đến như là Ronaldo, Rô béo với mái tóc để cái móng lừa, nó là một trong những kiểu tóc được coi là thảm họa của bóng đá thế kỷ 20. Vâng, trở lại với câu chuyện của Hà Nội T và T và cả Công Phượng, anh ta cũng đã thay đổi kiểu tóc. Ở trận đấu sắp tới, trận đấu vào thứ bảy tới giữa Hà Nội T và T và Hoàng Anh Gia Lai, anh nghĩ sao ạ? Đó cũng là một niềm tin, một cách để giải quyết tinh thần. Như tôi đã nói, cái răng, cái tóc là góc con người. Và đặc biệt đối với người phương Đông mình thì cái tóc đôi khi cũng là một quan niệm tâm linh. Tôi ví dụ như những người đi tu hành, người ta thường cạo đầu đi. Là đơn giản là nó như một cách để chấp ngã với bản thân mình. Tức là bỏ đi cái tôi, bỏ đi những cái sĩ diện, không còn màng đến cái dung mạo của bản thân để cùng hướng đến một sự hoàn thiện về trí tuệ. Hay là Tào Tháo xưa cũng từng cắt tóc thay vì cắt đầu bởi vì ông vi phạm quân luật, để cho một cách để giải tỏa cái tâm lý của tâm linh, một cái suy nghĩ của mình như thế. Đó, để thấy rằng là người xưa rất coi trọng cái tóc. Các cầu thủ ngày hôm nay thì cũng thế, họ gần như có một cái niềm tin gì đó để chút bỏ đi những cái hoang mang, những cái mà họ còn cảm thấy bí bách. Ở một góc độ nào đó, cắt tóc tạo ra nhiều ánh sáng trên đỉnh đầu, làm cho người ta nghĩ thông suốt hơn. Đó là một cái quan niệm người ta thông suốt hơn. Và tôi có trao đổi với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là vì sao các cầu thủ của ông lại đồng loạt cắt tóc như thế. Phải chăng là họ đang có sự bí bách, họ cần sự thông suốt. Và quả thật là trong thời gian vừa qua, họ thường xuyên mắc rất nhiều sai lầm và sai lầm dẫn đến trận thua của họ. Đó là vì những đôi chân, cái đầu của họ không thực sự thanh thoát. Tôi nhớ không nhầm thì đây đã lần thứ tư Công Phượng thay đổi kiểu tóc trong vòng 2 năm qua. Trước khi có cái kiểu tóc rất thư sinh mới như trước trận Đồng Nai thì Công Phượng từng để tóc xù, rồi từng để những kiểu tóc rất là trẻ trung khác nhau. Bản thân Công Phượng bị dòm ngó quá nhiều, bị soi vào quá nhiều, anh ta cũng muốn thoát ra. Là một phóng viên, tôi rất hiểu là nhiều lúc không thể tránh khỏi được những áp lực trong công việc. Vậy khi gặp khó khăn và bế tắc trong công việc và cuộc sống, đã bao giờ anh thay đổi kiểu tóc hay có những hành động tương tự để mong đổi vận hay chưa? Tôi cũng thường có cách làm như thế. Một là tôi đi cắt tóc, hai là nó khác biệt hơn một chút là đi ngắm người cắt tóc. Người cắt tóc nó giống như một hình tượng thể hiện cái tôi. Anh đi cắt tóc là đi chút bỏ cái tôi của mình. Và đấy cũng là cách khi mà chúng ta soi gương lại chính mình, thấy được những khuyết điểm trong cuộc sống để suy nghĩ lại, để làm mọi việc. Vâng, với tôi thì tôi thường không để ý đến phong thủy, cụ thể là thay đổi kiểu tóc hay là những thay đổi gì khác về bề ngoài để mong gặp những may mắn. Nhưng cũng rất có thể tôi sẽ thay đổi quan điểm nếu như Hà Nội T và T hay Công Phượng sẽ có những bước lột xác ở cái vòng đấu diễn ra vào ngày thứ bảy tuần này. Và nhất định thứ bảy tôi sẽ có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy và cũng mong rằng là tuần sau thì anh Thành sẽ gặp tôi với một kiểu đầu mới. Tôi nghĩ là rất thú vị.
thú vị ở đây là một công phượng cắt tóc sẽ đấu với cả một đội cắt tóc, và chúng ta cùng xem những nhân vật đấy sẽ xuất hiện trên sân với những cái đầu mới, họ sẽ thi đấu như thế nào, và phải chăng công phượng sẽ nằm giữa một cái vòng vây của những cầu thủ cắt đầu cua, xem cũng là khá lý thú. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, việc làm mới mình, thậm chí là làm mới hoàn toàn về mặt ngoại hình với mong muốn mọi sự sẽ suôn sẻ là điều không có gì lạ. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi về mặt ngoại hình mà không thay đổi thực chất thì có lẽ hiệu quả khó mà có thể đến ngay được. Nhưng dù sao thì tôi và cả anh Thành đây cũng mong rằng Hà Nội T&T sẽ có một trận đấu tưng bừng trước Hoàng Anh Gia Lai vào thứ Bảy tới. Xin cảm ơn phóng viên Hà Thành đã dành thời gian cho chương trình cùng với những chia sẻ hết sức thú vị ngày hôm nay.